với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Ân Hoàng Phúc, tôi không dám nghĩ mình có được hạnh phúc như hiện tại. Ân Hoàng Phúc đang rất hài lòng về cuộc hôn nhân hạnh phúc. Phiên mãn bên cạnh Kim Cương. Quyết định đến với Kim Cương thời điểm cô đã qua một đời chồng và có con riêng, Ân Hoàng Phúc được cho là bị thiệt thòi khi anh đang là một nam ca sĩ rất thành công, bên cạnh luôn có những bóng hồng. Tuy nhiên, chuyện tình kéo dài gần 8 năm của cặp đôi đến hiện tại được cho là câu trả lời thuyết phục nhất cho những tranh cãi trong thời gian cả hai công khai đến với nhau. Ân Hoàng Phúc và Kim Cương trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc, cuộc sống hôn nhân viên mãn và là hình mẫu lý tưởng khiến không ít người ngưỡng mộ và ghen tị. Sau quyết định lập gia đình và có con, Ân Hoàng Phúc cho biết cuộc sống của anh đang rất tốt, mọi thứ đều ổn định và tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh gia đình nhỏ. Đặc biệt trong công việc, bên cạnh việc phải chăm lo cho gia đình khi đã có con, nam ca sĩ chia sẻ, anh vẫn luôn được sống hết mình với niềm đam mê ca hát. Khi có sự hy sinh của bà xã, âm thầm đứng phía sau làm hậu phương, ủng hộ và hỗ trợ hết mức cho chồng. Hiện tại mọi thứ với tôi đều rất ổn định từ công việc đến cuộc sống riêng. Tôi may mắn vì có đủ sức khỏe để cán đáng được công việc và các dự án riêng. Tôi luôn cảm thấy bản thân lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để làm việc và đạt được nhiều thành quả sau một thời gian cố gắng, cả về mặt tinh thần lẫn kinh tế. Có thể sẽ còn nhiều điều mình chưa thực hiện được, nhưng tính tôi lại không tiếc nuối những gì đã qua. Thay vì tiếc nuối mà không thay đổi được gì, thì tôi phải dành thời gian để làm những điều khác để nó trở nên thật trọn vẹn, Ân Hoàng Phúc chia sẻ. Nhiều năm nay, Kim Cương tạm ngưng công việc hoạt động trong showbiz Việt để lui về hậu trường. Ngoài việc thực hiện thiên chức làm mẹ thì nữ người mẫu giữ vai trò quản lý của Ân Hoàng Phúc để toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp của ông xã. Với Ân Hoàng Phúc đây là một sự hy sinh và anh luôn muốn bù đắp những điều tốt đẹp nhất cho vợ vì những điều cô đã phải từ bỏ. Ân Hoàng Phúc bộc bạch, 5-6 năm qua bà xã đã lui về làm quản lý công việc cho tôi. Tôi nghĩ đây là một quyết định rất đúng đắn mà có lẽ bà xã của tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Để có công việc sự nghiệp tốt nhất, hoàn hảo nhất cho tôi thì rất cần một người phía sau hỗ trợ cho mình. Trong đó có cả những công việc được xem là không tên mà chắc chắn rằng tôi đã không thể nhúng tay vào. Tôi nghĩ bà xã đã hy sinh cho tôi rất nhiều. Tôi chỉ có cách phải sống thật tốt, cố gắng vun đắp tình cảm, tình yêu để bà xã không phải buồn về mình. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để bù đắp lại cho sự hy sinh, dám từ bỏ niềm đam mê của vợ. Giọng ca tôi không tin, không giấu được vẻ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân viên mãn với Kim Cương. Chắc chắn là tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có được một gia đình, có một người vợ luôn rất yêu thương và biết hy sinh cho chồng, có thêm hai con, một trai một gái. Tôi không bao giờ dám nghĩ mình có được hạnh phúc như thế này, nhưng thực sự thì nó đã diễn ra, nên tôi cảm thấy bản thân rất may mắn và dặn lòng phải trân trọng hạnh phúc này từng ngày một, Ân Hoàng Phúc chia sẻ. Ngoài vai trò của một người chồng, nam ca sĩ được nhiều người mến mộ thì Ân Hoàng Phúc còn được khen ngợi đúng chuẩn ông bố bỉm sữa. Những hình ảnh thay tả cho con bú bình của Ân Hoàng Phúc khi chia sẻ trên mạng xã hội đều nhận được nhiều phản hồi tích cực. Khác xa với hình ảnh hào nhoáng và máu lửa khi đứng trên sân khấu, Ân Hoàng Phúc cho biết anh có thể làm được những công việc của phụ nữ khi chăm con và cảm thấy bình thường. Nói về những lời khen của công chúng với hình ảnh ông bố bỉm sữa mẫu mực, Ân Hoàng Phúc tâm sự. Nếu mình quyết tâm và trân trọng một điều gì đó, mình sẽ dành thời gian cho nó và công việc chăm sóc con cái vun vén cho gia đình cũng vậy. Trong 24 giờ mỗi ngày, mình sẽ trích ra một khoảng thời gian dành để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Chắc chắn là tôi cũng phải đánh đổi nhiều thứ, bỏ những cuộc vui, ăn chơi riêng tư để có thể dành trọn thời gian cho gia đình. Tôi nghĩ ông bố nào cũng có thể dành thời gian cho con của mình, bản thân tôi cũng vậy. Tôi không nghĩ mình bận đến nỗi không có thời gian cho vợ và các con của mình. Như mọi người vẫn thường nói, khi người ta không muốn, họ hay viện lý do. Trước khi đã muốn thì bằng mọi cách cũng sẽ làm được.